Loa, 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 tháng 9 tựu trường đã tới. Bạn có phải là tân sinh viên không? Bạn có đang tìm kiếm một bộ máy tính phục vụ cho năm học mới không? Hãy đến ngay với PCM để tham gia chương trình siêu ưu đãi, tựu trường như ý, PC sale hợp ví, diễn ra từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024. Khi build PC tại PCM, bạn sẽ được tặng rất nhiều phần quà giá trị. Tặng bàn phím Curse Spartan kèm cây tay, hoặc giảm 250.000 khi build PC dưới 10-18 triệu. Tặng tản nhiệt nước AIO Jungle Leopard TK1 240 ARGB Black White, không lấy khuyến mại, giảm 500.000 khi build PC gaming 18 đến 35 triệu. Tặng một thanh RAM DDR4 16GB 3200MHz không LED, không lấy khuyến mại, giảm 700.000 khi build PC từ 35 đến 50 triệu. Tặng một SSD 1TB SATA 3, không lấy khuyến mại, giảm 1 triệu khi build PC trên 50 triệu. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ bộ PC nào phù hợp với mức đầu tư và nhu cầu sử dụng của mình, từ gaming, học tập, đồ họa, làm việc văn phòng, giả lập ảo hóa. Hãy đến ngay các chi nhánh của PCM theo địa chỉ hiển thị trên màn hình, hoặc truy cập website pcmarket.vn để được tư vấn và hỗ trợ tận tình. À, đừng quên nhập code FAIRGAME để được giảm ngay 300.000 nữa nhé. Chúc anh em mua sắm vui vẻ. Không phải kiến thức nào cũng khô khan và không phải nghiên cứu nào cũng nhàm chán. Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rằng những sự thật, những tri thức cao siêu nhất của nền văn minh nhân loại có thể hài hước và ngớ ngẩn thế nào. Chào mừng các bạn đã đến với Bộ Não. Khái niệm thao túng tâm lý hay là tẩy não thì có lẽ không xa lạ gì với các bạn rồi. Nhiều chiến dịch kiểm soát tâm trí đã từng được tiến hành trong quá khứ, cho thấy con người có thể kiểm soát não bộ của đồng loại. Nhưng mà các bạn đã bao giờ thắc mắc là liệu chúng ta có thể kiểm soát được cả não của cái đám chuột không? Cái bọn mà hay chạy lung tung khắp nhà ban đêm rồi kêu chít chít cắn đồ linh tinh ấy. Nếu mà có thì hôm nay các bạn gặp may rồi. Còn nếu mà không thì vẫn cứ ngồi nghe nhá, bởi vì biết đâu một lúc nào đấy bạn sẽ có thể thao túng được bầy chuột nhà mình và bắt chúng nó dọn đi nơi khác thì sao? Vào năm 2015 thì các nhà khoa học thần kinh ở Pháp đã sử dụng điện cực để kích thích trực tiếp và ghi lại hoạt động của các tế bào thần kinh, sau đó tạo ra ký ức liên tưởng nhân tạo tồn tại trong não của chúng. Nói dễ hiểu thì là cấy ký ức sai lệch vào não của bọn chuột khi mà chúng nó đang ngủ, rồi làm ảnh hưởng đến hành vi của chúng nó khi thức dậy. Karim Benchanen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS tại Paris và các đồng nghiệp đã cấy điện cực vào não của 40 con chuột tại vị trí bó não trước giữa MFB và vùng CA1 của hồi hải mã, nơi chứa ít nhất 3 loại tế bào khác nhau mã hóa ký ức cần thiết cho việc định hướng không gian. Sau đấy thì họ sẽ để đám chuột khám phá môi trường xung quanh và theo dõi phản ứng của các tế bào thần kinh vùng đồi hải mã để xác định các tế bào vị trí được kích hoạt khi con chuột ở một địa điểm cụ thể. Các tế bào vị trí này thường sẽ phát lại ký ức trong não chuột khi chúng ngủ để củng cố ký ức mới được hình thành. Do vậy mà khi kích thích đúng tế bào chứa ký ức về một địa điểm nào đó sẽ khiến ký ức về nơi đó trở nên mạnh mẽ hơn và con chuột sẽ cảm thấy gắn bó với địa điểm ấy hơn. Bằng chứng là những con chuột nhận được kích thích đúng vị trí trong não đã dành nhiều thời gian đến vị trí đó gấp 4 đến 5 lần so với những con không được kích thích đúng vị trí. Còn những con bị kích thích sai vị trí thì thường sẽ đi lang thang vô định luôn, không thực sự thích đến bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Nghe thì có vẻ hơi tàn nhẫn và vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, nhưng mà thực tế thì việc thay đổi ký ức của động vật đã trở thành chuyện thường ngày ở phòng thí nghiệm khoa học thần kinh. Năm 2014 thì một nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật quan di truyền để bật tắt ký ức trong não chuột. Một nhóm khác thì sử dụng nó để chuyển đổi ký ức tích cực thành tiêu cực và ngược lại. Điểm khác biệt trong nghiên cứu lần này là lần đầu tiên trí nhớ nhân tạo có thể được cấy ghép vào não của động vật khi đang ngủ. Bên cạnh việc thành công cấy ký ức giả cho chuột và cung cấp bằng chứng về tầm quan trọng của tế bào vị trí trong việc hướng dẫn chủ thể đến mục tiêu, nghiên cứu còn cho thấy tầm quan trọng của giấc ngủ khi nó giúp ký ức giả trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó con chuột sẽ nhớ những ký ức này lâu hơn. Việc ngủ ngon để có một trí nhớ tốt không chỉ có lợi ích cho bạn đâu, mà các doanh nghiệp và những chiến dịch quảng cáo của họ cũng được hưởng lợi từ giấc ngủ của bạn đấy. Một công ty bia tên Molson Coors Beverage Company từng công khai thử nghiệm nó luôn, tuyên bố rằng họ có thể điều khiển giấc mơ của khách hàng để thấy những hình ảnh sản phẩm của công ty khi đang ngủ. Điều đó có nghĩa là thay vì mơ thấy một ngôi nhà và hai đứa trẻ cùng crush thì bây giờ bạn lại mơ thấy Michael Lord bia. Một viễn cảnh tương lai cực kỳ tuyệt vời. Để tăng thêm độ bất ngờ cho câu chuyện tưởng chừng như hư cấu này, thì việc các doanh nghiệp cấy ký ức vào não người tiêu dùng đã được triển khai khá là lâu rồi. Có điều là cách làm của họ cực kỳ tinh vi và đơn giản nên là chúng ta còn không nghi ngờ gì cơ. Không dây dợ lòng thòng hay là kim tiêm chọc vào não thì những nhà quảng cáo chỉ cần ngồi xuống làm việc với các nhà khoa học để bàn cách đưa mùi hương và hình ảnh về sản phẩm của mình vào tiềm thức người tiêu dùng là xong. Ở trường hợp của công ty Molson Coors thì họ đã làm việc với tiến sĩ kiêm trợ lý giáo sư tâm lý học Deary Barrett tại khoa tâm thần của Đại học Harvard
để phát triển một bộ phim nhằm kích thích não người dùng bằng cách kết hợp những hình ảnh và âm thanh được tuyển chọn, tạo ra cảm giác thư giãn khi sử dụng hình ảnh thác nước và dòng suối trong vắt cùng với sản phẩm của công ty. Tuy nhiên thì sau một thời gian, tiến sĩ Barrett đã ngừng hợp tác với công ty vì họ lạm dụng khoa học quá mức. Với những gì chúng ta đã biết được về lòng tham không đáy của các tập đoàn và doanh nghiệp, thì chắc chắn đây không phải là cái kết cho câu chuyện thao túng tâm lý người tiêu dùng. Nếu một ngày nào đấy mà bạn bỗng nhiên muốn mua một cái món đồ nào đó mà trước đây mình chưa bao giờ từng nghĩ đến, thì khả năng cao là một ông nhà giàu nào đó đã nhét nó vào giấc mơ của bạn đấy. Tâm linh là chủ đề dễ gây tranh cãi. Người thì bảo từng được nhìn thấy và nói chuyện được với linh hồn. Người thì bảo là chẳng thấy có ai bay bay quanh mình rồi phán truyền điều gì mầu nhiệm như là nên mua vé số nào để trở thành tỷ phú. Tôi thì tôi chưa bao giờ được cho vé số, cảm giác cái đấy nó hơi khó. Nhưng mà số đề là tôi được cho rồi nha. Hôm ngày sinh nhật tôi được cho số đề, hôm nay tôi trúng luôn. Ảo thì thôi rồi. Vì tính chất hư hư ảo ảo không biết đâu mà lần, nên là chuyện lừa đảo tâm linh không hề hiếm. Nhiều vị đồng cốt cứ nói nhăng nói cuội, miễn đúng một hai ý là xem như đúng hết. Khách chỉ gật gù nhận, chẳng ai dám cãi. Nhiều báo đài đưa tin, làm hẳn cả phóng sự để vạch trần các dịch vụ mờ ám như vậy, nhưng mà số lượng thầy lởm vẫn không thấy giảm đi mấy. Tình trạng này không chỉ xảy ra mới đây, mà từ những năm đầu thế kỷ 20 đã có nhiều người tiên phong trong việc vạch trần các nhà ngoại cảm giả. Họ là nhóm điều tra viên của nhà hảo thuật Harry Houdini, dẫn đầu là bà Rose Markenberg. Bà Markenberg thì từng làm công việc ghi chép kiêm điều tra viên ở văn phòng luật, sau chuyển sang làm việc ở công ty thám tử tư. Tuy là làm trong ngành tư pháp, nhưng mà bà lại có niềm tin mạnh mẽ vào khả năng giao tiếp với linh hồn và tiên đoán tương lai của đội thầy bói và nhà ngoại cảm. Không phải ngẫu nhiên mà bà này lại mang trong mình cái niềm tin đấy. Tình hình chung của xã hội Mỹ những năm đầu thế kỷ 20 rất ảm đạm. Thế chiến thứ nhất nổ ra, đại dịch cúm ập đến, lấy đi sinh mạng của hàng triệu người. Bao trùm khắp đất nước là sự đau buồn và mất mát của vô số gia đình, khiến một bộ phận lớn người dân bắt đầu tin vào linh hồn như cứu cánh cuối cùng để làm nguôi ngoai đi nỗi đau mất người thân của họ. Trong bối cảnh đấy thì tiềm năng sinh lời cho những người hành nghề tâm linh bất chính đã xuất hiện. Những người mà năng lực siêu nhiên duy nhất của họ là làm đầy niềm hy vọng của khách và làm rỗng ví của bất cứ ai khi mà bước vào cửa tiệm của mình. Những vụ lừa đảo như thế này thì không chỉ gói gọn trong việc giả ma giả quỷ, mà còn mở rộng sang mượn danh tâm linh để thao túng khách hàng làm theo ý mình. Bà Markenberg được công ty thám tử giao cho điều tra vụ lừa đảo của một nhà ngoại cảm nọ, đã giới thiệu cổ phiếu vô giá trị cho một chủ ngân hàng địa phương. Tình cờ khi đó thì nhà ảo thuật Harry Houdini cũng đang tiến hành nhiều cuộc điều tra chống lại những kẻ lừa đảo hệ tâm linh. Bà được giới thiệu với Houdini và nhanh chóng gây được ấn tượng với ông. Trước khi trở thành người kiên quyết chống lại những trò bịp bợm của các thầy bói lượm, Houdini từng có khoảng thời gian rất tin tưởng vào nó, mời các nhà ngoại cảm về tổ chức những màn trình diễn nhỏ trong các chương trình ảo thuật của mình và thường xuyên liên lạc với người mẹ đã khuất thông qua gọi hồn, xem đây là cách để xoa dịu nỗi đau khi mẹ ông qua đời. Nhưng rồi trong một buổi cầu hồn nọ thì ông được nhà ngoại cảm đưa cho một lá thư dài bằng tiếng Anh có câu từ thấm đẫm nước mắt từ mẹ ông, nói rằng đấy là do chính tay mẹ ông viết, người mà cả đời chưa từng nói một chữ tiếng Anh nào. Mặc dù vụ này rõ ràng là lừa đảo thì Houdini vẫn rất tín mấy tay làm dịch vụ tâm linh. Chỉ đến khi ông nhận ra những thầy ngoại cảm mời mình về biểu diễn chỉ đang lợi dụng sự đau buồn và hy vọng được gặp lại người đã khuất của khán giả để trục lợi, thì ông mới vỡ mộng hoàn toàn. Từ đau đớn chuyển sang giận dữ, rồi cuối cùng là quyết tâm vạch trần những kẻ lừa đảo mượn danh tâm linh để trục lợi bất chính. Houdini đã thuê bà Markenberg làm điều tra viên cho mình, truyền hết các mánh mà các thầy tâm linh hay dùng để thao túng khách hàng cho bà, cùng với 20 người khác, trong đó có cháu gái của Houdini, một vũ nữ và 3 người đàn ông. Houdini đã thành lập một nhóm chuyên điều tra và vạch trần những vụ lừa đảo tâm linh nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Quy trình làm việc thì rất đơn giản. Nhóm điều tra của bà Markenberg sẽ đến thành phố Houdini chuẩn bị tổ chức lưu diễn khoảng 10 ngày. Trong thời gian đó thì họ tổ chức nhiều cuộc điều tra bí mật với đối tượng là các nhà ngoại cảm địa phương, sử dụng tên giả và cải trang để che giấu danh tính, ví dụ như cải trang thành quản gia, hầu gái, quá phụ, hay là thậm chí là còn là ma cà rồng cơ. Một trong những mánh giúp bà bắt thóp được kẻ lừa đảo là bịa ra những câu chuyện kỳ quặc đến khó tin. Càng lố bịch càng tốt, vì chuyện càng hoang đường thì họ càng dễ mắc bẫy. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, bà gửi báo cáo cho Houdini, đợi đến khi ông lưu diễn ở thành phố sẽ vạch trần những kẻ lừa đảo này ngay trên sân khấu, trình bày bằng chứng thu thập được trước công chúng. Nếu họ cố gắng tìm cách chối tội rằng chưa từng thực hiện một buổi gọi hồn nào cho bà Markenberg, thì bà sẽ chứng minh mình từng đến nhà các vị thầy bịp này bằng cách đưa ra một ký hiệu đã được đánh dấu khi vào nhà họ. Một ngôi sao 7 cánh vẽ bằng bút chì màu xanh lá trên giấy dán tường. Như thế là hết đường chối tội. Số lượng kẻ tình nghi được đưa vào danh sách của Markenberg lên đến 1.000 người, và bà tuyên bố tất cả đều là lừa đảo chứ chẳng có ai làm ăn chân chính ạ.
Ví dụ như là bà Mackenberg từng được nhiều vị thầy bà phán là có hơn 30 ông chồng quá cố trong khi bà vẫn còn độc thân. Hay là như lần bà cải trang thành quá phụ để đến buổi gọi hồn của một vị mục sư có tên là Herman Parker, nói rằng mình muốn liên lạc với ông chồng mới mất cách đây không lâu, và nhanh chóng được vị mục sư kết nối với ông chồng không có thật kia. Nhận thấy khả năng tâm linh siêu phàm của tay này, bà tiếp tục hỏi mình nên làm gì với số tiền bồi thường cho cái chết của chồng. Thế là vị mục sư nhanh nhảu đề xuất nên đầu tư vào công ty Wilcox Transportation Company, công ty do chính ông ta điều hành. Nói chung là buổi gọi hồn thành công rực rỡ đã mang về cho bà Mockenbird một sấp tài liệu về hành vi lừa đảo của tay mục sư và một vé đi tu huyền tù cho hắn. Hay như một lần khác, bà Mockenbird cải trang thành bà mẹ vừa mất đi đứa con sơ sinh của mình, đến chỗ nhà tâm linh tự xưng là Charles Consolus. Tên này đã yêu cầu bà giao tiếp với con của mình ở thế giới bên kia thông qua một bát nước 25 đô, tính theo thời giá hiện nay lên tới vài trăm đô rồi đấy. Và còn khuyến khích bà hãy cởi quần áo để không bị cản trở giao tiếp. Sau 6 tuần được bà Mockenbird donate cho doanh nghiệp lừa đảo của mình, thì gã đã bị Houdini vạch trần chiêu trò lừa đảo ngay trên sân khấu và bị khán giả la ó đuổi đi. Những lần tố cáo các nhà ngoại cảm giả mạo của Houdini nhanh chóng được nhiều người biết đến, và thứ gia tăng duy nhất không chỉ có sự ủng hộ của khán giả dành cho ông, mà còn là sự thù hận của tên lừa đảo đã bị cướp mất cần câu cơm. Không ít kẻ lừa đảo sau khi bị tố cáo đã quay sang ẩu đả với Houdini và người trong nhóm điều tra ngay trên sân khấu. Càng lúc ông càng có thêm nhiều kẻ thù, khiến Houdini sau này phải luôn mang súng trong người để tự vệ. Cùng lúc đó thì danh tiếng của ông đã đến tai quốc hội khi họ đang tổ chức phiên điều trần về việc có nên cấm bói toán ở Washington, nơi nghề này được hợp pháp và cấp giấy hành nghề. Nhà ảo thuật đã cùng nhóm của mình đến làm chứng trước các nghị sĩ. Mockenbird đã đưa ra lời khai gây sốc rằng nhiều thượng nghị sĩ thường xuyên tìm đến các nhà ngoại cảm ở Washington. Ngay cả Tổng thống Calvin Coolidge cũng tổ chức các buổi cầu hôn ở Nhà Trắng. Câu chuyện đi đến cao trào khi một cuộc ẩu đả diễn ra, khiến cuộc họp phải dừng lại. Cuối cùng thì dự luật không được thông qua, nhưng vì được truyền thông đưa tin rộng rãi nên đây có thể được xem là chiến thắng trên mặt trận báo chí dành cho nhóm điều tra. 5 tháng sau phiên điều trần, Houdini đã qua đời ở tuổi 52. Trước khi mất, ông đã thiết lập mật mã bí mật với 20 người bạn thân để giao tiếp với họ từ thế giới bên kia. Mockenbird là một trong số những người được ông chọn, nhưng nhiều năm sau khi ông mất mà vẫn chưa nhận được thông điệp nào từ ông cả. Sự ra đi của Houdini không đặt dấu chấm hết cho công cuộc điều tra của Mockenbird. Bà tiếp tục tổ chức điều tra các vụ lừa đảo tâm linh cho các công ty tư nhân, công ty bảo hiểm, ngân hàng. Ngoài ra, bà còn đi khắp đất nước để tổ chức những buổi thuyết trình bóc mẽ các mánh lừa đảo của các thầy đồng cốt. Một trong những trò được bà chỉ điểm là nói chuyện với ma qua một cái loa, lật bàn, thấu thị, nhằm giáo dục công chúng không nhẹ dạ cả tin đưa tiền cho chúng. Sau nhiều năm cống hiến cho công việc, bà Mockenbird đã qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 1968 ở tuổi 75, để lại cho người đời bài học cảnh tỉnh về những trò bịp bợm của những kẻ mượn danh tâm linh trục lợi bất chính. Mỗi khi mà bạn muốn tìm đến một vị cao nhân nào đó được đồn thổi là có khả năng gọi hồn, thì cứ chuẩn bị tinh thần là khéo có khi họ còn giúp bạn liên lạc được với mấy chục ông chồng bà vợ mà mình chưa từng kết hôn ấy. Con người chúng ta có một sở thích khá là nguyên thủy, đấy là chơi đá. Ý tôi là sưu tập đá. Bạn có thể dùng viên đá để đập vỏ sò, dã tiêu, chọi đứa bạn cùng phòng, hoặc chờ đến một đêm đẹp trời, mang nó lên giường và làm với nó. Căn bản thì đấy vẫn là chơi đá. Hồi năm 2002 ở NASA, có một vụ lùm xùm khá bầy nhảy. Thực tập sinh Thad Roberts có trong mình một khát vọng mãnh liệt mà không ai có thể đáp ứng được. Đấy là làm trên mặt trăng. Vào một ngày tối trời, Thad bỗng dưng phát hiện ra một lượng lớn đá từ mặt trăng được NASA cất trong một căn phòng không khóa cửa nẻo cẩn thận. Hơi ít so với những gì anh hy vọng, nhưng mà thế đã là đủ để có một cuộc làm trên mặt trăng ngay tại mặt đất. Thad đã cùng bạn gái của mình và một người đồng phạm khác, tất cả đều là thực tập sinh tại NASA, lên kế hoạch cho một vụ trộm đá. Chưa làm gì cả, mới trộm thôi. Mọi thứ diễn ra khá là dễ dàng. Thad nhanh chóng vơ được 101 gram đá trị giá 21 triệu đô về nhà mà không bị ai phát hiện. Anh giải chỗ đá này quanh giường, sau đó mây mưa với bạn gái mình quên hết trời đất. Thế nói chung là chỉ có ông này với bạn gái thôi à? Thế tôi chả hiểu tại sao cái ông đồng phạm kia lại giúp nhỉ? Kiểu tại sao lại phải giúp cho chúng nó mây mưa mà mình còn chả được lợi gì ấy? Đống đá mặt trăng bây giờ không thể dùng để nghiên cứu được nữa. Tôi ghét cái đầu óc của chính mình. Nhưng đem vứt thì cũng uổng, nên là Thad đèn đem bán lại cho một nhà khoáng vật học người Bỉ và chốt kèo giao dịch tại một khách sạn. Anh rủ theo hai đồng phạm của mình đi chung cho an toàn. Cơ mà vừa đến khách sạn thì bị FBI thộp cổ luôn. Hóa ra là cái ông người Bỉ kia nghe mùi không ổn nên là báo lại với FBI và hợp tác với họ để lừa cả ba vào trong.
Thát bị kết án 6 năm tù vì hành vi búm tùm lăn trên đá mặt trăng, cùng với tội ăn cắp xương khủng long từ một bảo tàng ở Utah hồi trước. Chắc là làm tình thời khủng long chưa đủ đô nên là mới đòi làm trên mặt trăng luôn. Giờ được làm tình trong tù rồi đấy. Như những nhà hiền triết mặc áo Juventus đã từng nói, đi tù là trau dồi kinh nghiệm sống. Thát đã dành thời gian ở tù để học lấy bằng vật lý, nhân chủng và triết học. Năm nay anh đã 47 tuổi, nhưng mà nhờ những kiến thức có được trong thời gian ở tù và không ngừng phát triển bản thân, anh đã trở thành người có uy tín cao trong giới khoa học và nắm rõ cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ. Anh nói với The Daily Star rằng, mình cảm thấy rất mệt mỏi khi nói về sai lầm thời trẻ. Giờ thì anh chỉ muốn tập trung vào việc giải thích lý thuyết hình học 11 chiều, bao gồm cả vật chất tối, năng lượng tối, lưỡng tính sóng hạt, xuyên hầm lượng tử, lực hấp dẫn, giãn nở vũ trụ thời kỳ đầu và nguyên lý bất định Heisenberg. Còn bây giờ là thời lượng của một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng cuối video. Nếu xem nhiều phim có bối cảnh ở miền Tây nước Mỹ thì chắc hẳn các bạn đã từng thấy cụm cỏ lăn này rồi đúng không? Nó xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh và văn hóa Mỹ, đến mức ai cũng nghĩ nó là đặc sản của xứ này. Nhưng mà thực ra lại không phải. Chúng có nguồn gốc Á Âu, chỉ xuất hiện ở Bắc Mỹ sau khi được nhập khẩu số lượng lớn vào nước này từ khoảng những năm 1870. Những cây cỏ lăn này nhanh chóng trở thành biểu tượng và được dùng để minh họa về những nơi vắng vẻ và hoang dã, đến mức trở thành mô típ cũ rích và ngày nay chỉ dùng để làm meme. Thực tế thì mấy cái cây này gây hại khá nhiều đến môi trường và rất dễ gây cháy rừng. Có gặp thì cũng cẩn thận, đừng vứt tàn thuốc lung tung. Các bạn biết cá đuối chứ? Cái con trông giống cá dọn bể nhưng mà to hơn và sống dưới biển ấy. Trông chúng khá là đáng yêu, nhất là phần miệng và mũi ở mặt dưới mà nhiều người vẫn hay nhầm lẫn là mắt với miệng. Tuy nhiên thì không phải con nào cũng thân thiện, hiền lành và có thể vuốt ve được. Một số con thuộc loài cá đuối có gai độc, phần đuôi của chúng sẽ có một cái gai như này, rất khó nhìn và một khi đã bị trích thì xác suất được lên gặp tổ tiên là rất cao. Nên là đi biển nhớ cẩn thận nha các bạn nha. Salvador Dali, ngoài là một họa sĩ xuất chúng thì ông còn là một người cực kỳ yêu tiền. Trong những năm cuối đời, ông đã nghĩ ra một số cách kỳ lạ để giữ cho tài sản của mình nguyên vẹn. Một trong số đó là cách ông tránh trả tiền tại các nhà hàng. Khi tổ chức tiệc tại nhà hàng với bạn bè hoặc học sinh của mình, Dali sẽ viết séc cho toàn bộ bữa ăn. Nhưng khi người phục vụ không để ý thì ông nhanh chóng vẽ lên mặt sau tấm giấy séc của mình. Ông biết chủ nhà hàng sẽ không muốn đổi tờ séc thành tiền mặt vì các bản vẽ của ông rất có giá trị. Bằng cách này, Dali đã tránh được một tờ hóa đơn khổng lồ nhưng vẫn có thể tỏ ra hào phóng với bạn bè của mình. Cuối cùng sẽ là vài phút để đọc những phản hồi một số comment được chọn. Chúc mừng các bạn đã được lên TV nhé. Fact về một trong những thí nghiệm dài nhất lịch sử. William James Beale là một nhà thực vật học người Mỹ. Ông là người tiên phong trong việc phát triển ngô lai và là người sáng lập vườn thực vật W.J. Beale. Vào năm 1879, tức 145 năm trước, ông đã tiến hành một trong những thí nghiệm dài nhất trong lĩnh vực thực vật học. Ông đổ vào 20 chai rỗng một hỗn độn gồm cát và hạt giống, mỗi chai chứa 50 hạt từ 21 loài thực vật khác nhau. Sau đó, các chai này sẽ được chôn xuống đất, cổ chai hướng xuống. Mỗi năm người ta sẽ đào một trong những chai này lên, mang hạt giống đi trồng và quan sát số hạt nảy mầm. Bill muốn tìm hiểu xem là một hạt giống sẽ có tuổi thọ tối đa là bao lâu trước khi không thể nảy mầm được nữa. Những người chăm sóc khu vườn sau này đã mở rộng thí nghiệm thành mở mỗi thập kỷ một chai và sau đó là hai thập kỷ một chai. Cái chai được đào lên gần nhất là vào năm 2021, 20 hạt giống đã nảy mầm. Vậy là chúng ta vẫn chưa biết đến kết quả thí nghiệm của ông Bill. Hiện nay thí nghiệm vẫn đang được tiến hành với các chai được chôn trong khuôn viên trường đại học bang Michigan, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2100. Phát, những tòa nhà chết người. Rafael Vignoli Bacero là một kiến trúc sư người Uruguay sống tại New York, nổi tiếng với nhiều công trình mang tính biểu tượng trên toàn thế giới. Thỉnh thoảng ông vẫn mắc một số lỗi sai trong tính toán chút đỉnh. Trong nhiều tòa nhà chọc trời do Rafael thiết kế, hai tòa Vidara ở Las Vegas và 20 Frenchurch Street ở London đã gặp phải các vấn đề về phản xạ ánh nắng mặt trời do phần bên ngoài bằng kính lõm của chúng. Khi nắng chiếu vào, các tia sáng mặt trời sẽ tụ lại thành tia lửa theo đúng nghĩa đen. Vào năm 2010, tòa ở Vegas được báo cáo là đã làm cho những người ngồi thư giãn ở bể bơi phải rời đi vì nước quá nóng, thậm chí nó còn làm cúc nhựa và túi đồ tan chảy. Còn tòa ở London, ánh sáng mặt trời phản chiếu vào mùa hè năm 2013 đã làm tan chảy một số bộ phận trên một chiếc xe Jaguar và làm cháy thảm của một tiệm cắt tóc gần đó. Trước những năm 1880, nhôm có giá trị rất cao, chễm chệ ngồi trên vàng và bạc. Vì vào thời điểm đó khoa học chưa phát triển nên người ta chỉ có thể tách được những mảnh mẫu nhôm rất nhỏ, khiến dân thường không thể chạm tới nó mà chỉ có vua chúa mới đủ xa xỉ để sở hữu chúng. Chúng ta có câu chuyện về hoàng gia Pháp từng để một thỏi ngay cạnh ngai vàng. Hoàng đế Napoleon đệ tam có một bộ dao nĩa nhôm chỉ được dùng trong các dịp tiếp đón khách quý
các quý bà ở Paris thường đeo trang sức và sử dụng ống nhòm bằng nhôm để thể hiện sự giàu có. Quy trình Hall Herald được phát minh bởi các nhà hóa học Charles Morton Hall và Paul Harrop vào năm 1886, thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp nhôm, khi bây giờ người ta đã có thể sản xuất nhôm với giá thành rất rẻ và vô cùng dễ dàng, biến nó trở thành một trong những khoáng chất phổ biến nhất, đồng nghĩa với việc mất đi vị trí là khoáng vật quý từ một thời là báu vật của các đời vua. Và đó là kết thúc của số bổ não ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy like video và subscribe nhé. Mình là Đanh, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.